Ông Trần Chí Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, bị khởi tố với cáo buộc lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt 600 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Chí Anh, 50 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Chí Anh đã có hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Ông Anh đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.